Đây là cái cây táo nè các bạn, mình đã trồng được 15 tháng rồi thì mình đã cắt đọt. Nó ra bông, nó ra trái, thì hiện nay nó đang ra một số cái trái lớn và một số cái trái nhỏ. Đây thì đây là cái trái lớn rồi nè các bạn, nó thấy trái này nó đã chín rồi nè. Hôm nay mình sẽ ăn thử để các bạn xem là táo Thái này nó có ngọt, nó có giòn không nha. Đây, ở đây trên cây này hiện nay là cũng được khoảng chừng mấy trái á, nó đang ra trái lớn rồi trái nhỏ. Nói chung là mình không có xịt thuốc, mà tức là phun thuốc trừ sâu các loại á, chỉ phun một số thuốc sinh học và có lợi cho cây và sức khỏe của con người á. Đây mình sẽ ăn thử nha các bạn. Nó rất là giòn, ngọt. Anh này mà có muối á, muối tôm á, tắm tí là ngon hơn. Nhưng mà mình, tại vì mình vừa quay phim mà vừa mình cầm bánh hả, cái tay trái đó mình cầm cái điện thoại á. Rất là ngon. Các bạn ở nhà có sân thượng và có vườn nhỏ nhỏ, có điều kiện mình trồng cây quanh năm suốt tháng là nó cũng có trái.